Con lấy cái gì? Con lấy cái gì? Bà ăn sáng chưa? Ăn rồi. Bà đang ngồi đây và bà đang ngồi đây và ngắm bố con cắt cây à? Ừ, ngắm bố cắt cây. Ngồi đây không mát. Thế không quay bố thì gì? Quay bố chứ. Quay bà chứ. Ừ. Bà ăn dầu được bao nhiêu năm rồi? 23 năm. 23 năm. Ừ. Dạ, thế bà ăn sớm nhỉ? Không ăn sớm. Bà muối cái bụng bà sớm nhỉ? Muối cái bụng bà sớm. Bụng to, đang tức ảnh ảnh. Đang tức ảnh ảnh. Bà phấn đấu sống khoảng 150 tuổi thôi. Ừ, thế thôi. Chứ không, không nên sống nhiều. Sống 150 tuổi thôi. 150 tuổi là ít đi. Hay là 140 nhỉ? À, 160 nhỉ? Bà Thìn kia bà ấy. Chín mươi tám tuổi rồi. 98? Ừ, thế gần 100 rồi. Bà tái vừa rồi bà chết mà có 104 tuổi không? Rồi, hello mọi người nhá. Hôm nay sẽ quay cho mọi người một bác thợ cắt cây đây. Mọi người thấy những cái cây như thế này nhìn rất là đẹp, nhưng mọi người sẽ nghĩ là có thợ cắt đàng hoàng, nhưng thực chất ra là bố quân cắt hết đấy mọi người ạ. Đây, bố chào mọi người đi. Chào mọi người nhá. Hôm nay làm đẹp cái mấy cái cây cảnh này. Mọi người thấy bố quân tay mặc dù rất sần sì nhưng mà rất là thẩm mỹ. Tất cả những cái cây này là bố quân đều tự uốn với cả cắt tỉa suốt ngày đấy mọi người ạ, chứ không phải là mua nó đã có sẵn như thế đâu. Bố có học hành gì cái này không, hay là cứ nhìn thấy là cắt thôi? Đi xem người ta làm thì là... À, giới thiệu với mọi người là ở dưới quê ngoại nhà quân có bác vườn cây xanh, thì chắc là bố xuống đây bố xem rồi bố về bố học theo đấy. Uốn đấy chứ còn cắt thế này. Ai chả cắt. Cắt thế này bố không sợ nó bị héo hay nó bị làm sao? Cắt đi thì nó sáng tán. Đây mọi người nhìn này, mọi người nhìn. Con vừa ở ngoài bến nên là không vào được, hai cái cây này bố cắt hết rồi đây, mọi người. Đây bố cắt được hai cây này rồi chứ gì. Đây có cái ao đằng trước này, nhà con đang đau đầu không biết là nên thả sen hay là đi nuôi cá đây mọi người này. Bố con đang đau đầu về cái việc nghỉ hưu là sẽ đi xem sen nở hay là xem đi câu cá đây. Đó chính là cái ao trước cửa nhà đây, nhà con đang cho một ông ở trong làng thuê để nuôi cá, hết năm nay là sẽ hết. Bố ao này rộng không bố? 4 sào. Một sào là bao nhiêu mét vuông nhỉ bố nhỉ? 360. Ui giời. Đi học mà không biết một sào Bắc Bộ là bao nhiêu mét vuông. Một sào Bắc Bộ thì nghe lâu ngày cũng phải quên đi. Đây một người nhìn. Đấy. Đây là khu vực trước cửa nhà đây. Sao bố không cắt cái cây hoa giấy này cho đẹp?
bố Quân cực kỳ thích hoa giấy. Ở ngoài bến có mấy cây, ở trong này bố cũng phải có mấy cây. Bố, cái giá thành mà để chơi cái cây cảnh này nó có cao không? Bây giờ thì cái giá trị của cái cây xanh này nó rẻ thôi. Mất giá rồi. Mất giá rồi. Đây mọi người. Còn, nếu mà cái thời điểm mà nó đắt ấy, là như cái cỡ cây này nó phải rơi vào khoảng khả năng 200 triệu. Tiền trăm đấy bố nhỉ. Nhưng bây giờ nó mấy chục triệu thôi. Nhưng mà bố Quân cũng không buôn bán gì. Lấy về để chơi thôi. Nương tựa tuổi già, đi câu cá xong đi cắt cây thôi bố ạ. Có những lúc rội rỗi đây. Nhìn cái cây cái cối xong là mở nhạc nó nghe. Thì hả tót hay đi tí. Xong cho nó mát, mát mát. Đây mọi người, từ sáng giờ đây bố cắt ướt hết áo luôn. Dâm trời này hơi nắng, chưa nắng ấy, nhưng thời tiết oi. Cái này thì cứ độ 3 tháng lại phải tỉa đây không nữa qua đi. Để bố gỡ cái ấy đã. Cái dây thép ta. Cái dây thép bố đai nó để nó giữ cái cành ấy hả? Kéo cho nó cân. Bây giờ nó giữ được rồi thì thôi kéo ra cho nó khỏi đất cây. Không là nó không dẫn được chất này, mất cái cành ấy luôn. Để đâu nó cắt cái cành. Thôi thế bố cứ đây tỉa cây nhá, con đi về bến con xem cơm nước đây. Thôi bố chào mọi người, hậu con này. Xin chào mọi người nhá. Chúc mọi người có một ngày vui vẻ nhá.